quá bận rộn với những show. Và bây giờ chúng tôi đang rất là thoải mái vì hết show. À, thưa cả nhà, Ngọc Quyền đang ở nhà của chị Thanh Nga Nai. Chị Thanh Nga Nai, tức là nhà hàng Thiên Nga. Thì chị Nga rất là thương Ngọc Huyền, và không ai dễ vào gì được ở nhà chị Nga đâu nha, mà chị Nga rất là thương Ngọc Huyền. Nên là gần như là Ngọc Huyền mỗi lần qua đây đó, không những ghé nhà hàng ăn mà còn ghé nhà chị Nga ở nữa vài ngày, để mà chị em ngồi tâm sự rồi trao đổi. Lần này đó thì Ngọc Huyền rất là lucky, bởi vì có nhiều thời gian hơn. Đúng không chị Nga? Đúng rồi. Em có nhiều thời gian hơn và thăm vườn cây ăn trái của chị Nga. Còn lúc trước cái lên ngủ xong rồi chị em tâm sự ra ra nhà hàng hết giờ rồi. Bây giờ thì đây, cái này cây cây chanh. Cây chanh. Chanh Thái. Chanh Thái ha cả nhà. Rất là thơm. Còn đây, đây là vườn Thăng Long. Nhưng mà vườn Thăng Long này là vừa hái trái xong. Vừa hái trái. Vườn Thăng Long nhỏ ở nhà thôi nha. Nhưng mà anh tỷ của tôi á, ảnh trồng rất là kỹ cẩn thận. Rất là kỹ. Đây nè. Nè, bây giờ vẫn còn đang ra một trái nhỏ nha. Còn từ hôm bữa đến giờ là ăn ở trên cúng cho bàn thờ Phật và lấy xuống, chúng tôi đã ăn rồi đó, thì đã hái cũng từ đây. Đây trái Thăng Long. Đó. Xem vườn cây ăn trái Việt Nam tại Úc, tại nhà chị Thanh nhà này. Còn đây, cả nhà có tin là cái cây tắc này là hái quanh năm suốt tháng. Tôi uống tắc Ngọc Huyền qua đây là gần cả tuần rồi, là uống tắc là chỉ có nhà của chị Thanh Nga Nai thôi, luôn cả ngoài tiệm Thiên Nga, hiểu không? Tức là Thanh Nga Nai cũ đó, cũng khách mà uống tắc cũng là tắc này, tắc vườn nhà trồng. Cẩn thận cái chân nha chị Nga. Đây nè, nó quý vị không có, nó vàng xong mình hái xong ra xanh, mà quanh năm suốt tháng luôn. Tắc rất là ngọt nha, và uống rất là tốt nè, tăng cường sức đề kháng, mà không có một cái phân bón gì gọi là tạp chất hết, là nó rất là organic, là nó tự nhiên đó. Hai cái tắc này thấy không cả nhà, thương quá trời thương luôn. Đó quý vị thấy không, chính vì vậy mà quanh năm suốt tháng nhà hàng Thiên Nga của chị Thanh Nga Nai cũ của tôi đó là có nước hồng sủi. Dạ, có hồng sủi, có nước tắc luôn. Cho nên là có nhiều quý khách đến là được ăn đồ ăn ngon, được uống đồ ăn nguyên chất luôn. Uống đồ uống nguyên chất luôn. Đây, cái vườn Cây quýt. Đó. Đây, chanh Thái. Đó. Rồi đó, chanh Thái. Đây, cây khế nè. Đây, cây vườn này là còn trái. Còn trái hái đi. Dạ, đây là đã không? Cái bẻ hái xuống đây chị. Hái đi. Ủa, nhưng mà phải có cái cây cắt của nó. Nó nứt rồi kìa, em hái đi, hái có dần dần. Phải bẻ, có cái bẻ, cây bẻ quặng quặng đó chị, quặng đó. Dặn đó. Dặn hả? À. Wow. Dặn lại nó ra. Wow, dặn được ra đó. Nè, đó, đó. Wow. Đó. Wow, được rồi. Lọc buổi sáng hôm nay. Cây này thì để thêm. Tại vì nó chưa. Wow, đúng là cái lọc buổi sáng này của tôi. Trái nó nứt ra rồi. Nứt ra rồi, ngọt lắm. ăn liền bữa sáng, ăn Thăng Long chúng ta không cần ăn cơm mà chúng ta không sợ mập luôn. Giỏi. Rồi, cái vườn đẹp quá chị ơi. Ừ. Đó. Rồi cái này là hoa sen đất nè. Chị, cái này chị làm hay là anh tỷ của em làm? Trời ơi, sắp tàu bán đem về hết. Chị nhận nhượng cho người ta cái chị Nga đem về hết nè. Đó, hồi mình xưa bán bao lâu rồi chị? Trời ơi, hồi xưa mua nhỏ xíu, bây giờ nó bự vậy đó. Không, nhưng mà em hỏi mình nhượng lại cho người ta là bao lâu? Nhượng lại cũng mấy năm rồi đó. Mấy năm rồi. Sớp tàu Tân Đại á. Em nhớ sớp tàu Tân Đại của mình. Ủa, còn cái này là cái gì? Cái này cà là không? Cái không phải cà mà là cái nó giống như cái kiển vậy thôi em. Đây nè, cỏ bên lá đó chị. Bên đây nè, cỏ may mắn lắm nè, tại vì mấy bữa gai lạnh quá nè. Là nhà mình là có đồ cây trái trồng luôn. Ôm nè, đó cần nước đó nè. Bán ra shop hành nè chị. Nguyên ơi, cần nước nè Nguyên. Cần nước nè, lá lốt nè Nguyên. Còn cái này là hành nè. Cho nên là nhà mình đâu có cần phải đi ra tiệm. Nhà hàng hiếm là bẻ hành xuống. Trời ơi, đã không? Đó, anh tỷ trồng đó. Anh tỷ từ số 1. Đây nè, lá lốt nè. Anh của tôi tuyệt vời. Lá lốt nữa kia. Lá lốt nè. Trời, anh gọi cuốn là đầy đủ các rau, mà rau organic của nhà không nữa. Đó, này là lá xiên xăm nè. Nhồi cái nó thành xiên xăm. Xăm xăm nè, đúng rồi. Đó, ai cây luôn rồi, bự lắm. Nhiều lắm. Lá lốt đây nè. Cái vậy chị ơi, cái này nè. Đây đó, lá xiên xăm đó. Bây giờ mình phải tháo, hái đi chứ thôi để. Hái lá xiên xăm ăn hả? Nhồi cái là ra xương xăm á. Nhồi ra xương xăm á, hả, biết làm này không? Trời ơi. Này thêm mì nó dạy chị rồi nè.
Để coi có giờ không. Chị làm đó. Wow chị ơi. Còn cái này cây chanh dây nè. Cây chanh dây nè em. Ồ cái này cây chanh dây nè. Chanh dây đó. Đúng rồi. Nó này là lụa lan. Này đồng tiền. Này là cái cây đồng tiền. Cây đồng tiền. Wow. Này lá cẩm nè. Lá cẩm nè em. Ồ lá cẩm để làm xôi. Rồi để sao mà làm xôi mà tím. Này là rau má. Rau bà. Rau má. Ờ má. Ok, hoa này đẹp quá. Hoa đẹp lắm. Ừ, biết hoa đó kêu hoa gì? Lô hội, thấy lô hội chưa? Nè, một dàn lô hội nè. Lô hội em biết rồi. Trời wow. Lô hội uống đã. Cái này mình cắt ra mình ăn mình uống là khỏe lắm cho chị. Đúng chị rồi. Nữa. Đúng rồi đó. Chị Nga đem nấu với đường phèn. Nhưng mà làm sao mà mình ăn hết cái này chắc có khi chị. Hồi xưa đó chị Nga có sách tàu á. À. Bẻ xuống má 1 ký 10 mấy đồng á. À. Rồi sau này nó gà quá trời. Cây cam này chú Quyền. Cây cam. Quyền ơi cái này cái này là cây bưởi. Ồ cây bưởi. À còn này cây trái vải nè. Cây trái vải nè. À nó hơi hết trái rồi. À. Cũng có trái luôn rồi đó. Dễ hả? Ồ có trái luôn rồi, trái vải. Vải nhỏ. À, cái này là cây bưởi. À. Đó. Dạ. Uống được cây lỗ hội bây giờ là mình cắt ra mình làm nước lỗ hội mình bán ngoài. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó. Chuối nè, cái cây chuối này nè, bên Úc có cây chuối này nè, thấy không? Chuối nè. Vậy nè, ớt bị mà cay dữ lắm. Dạ. Ừ. Còn cái này là mấy cây táo nè, táo tàu nè. Cây lụn nè. Trời ơi, táo tàu ngon. Cây lụn nè, phải không chị? Lụn đó, lụn đó. Táo tàu. Ớt đỏ nè. Rau găm kìa. Đó. Rau găm ở lại chịu đời đắng cay đó, đây đó. Nhưng mà chị Nga coi còn cây táo, trái táo nào nè. Quyền. Chị. Táo này táo Việt Nam nè Quyền. Ồ. Ngon cái này nhỏ quá ăn được không? Chua chua ngon lắm. Em bẻ thử đi. Đúng rồi. Nhỏ quá, chua quá. Nó chua. Cái táo này táo Việt Nam. Còn cái hồng kìa. Bẻ cái lọc hồng. Ồ, đây. Đó. Đây, bẻ hồng nữa. Nha. Hồng giòn. À, hồng giòn. Đó. Chua quá phải không? Quá chị ơi. Đây hồng nè, chưa? Đây nè. Còn sót một trái nè, lắc kì em không? Cái này cái gì? Cái táo tàu nè. Ồ, còn sót một trái đó. Rồi Quyền bẻ đi, thưởng thức đi. Đó, còn sót nhiều còn lắm. Còn sót một cái. Nhiều lắm, nhưng mà bây giờ sót một trái nè. Đó, đưa lên coi nó bự cỡ nào. Nó bự à chị? Bự nó lắm. Bự. Đó, em ăn thử là ngon lắm. Cái táo này nó ngon lắm. Ngon. Ngọt lắm. Em đâu biết ngon đó. Ăn hết. Ăn. Ngon. Ngon lắm. Cây hồng nè. Cây hồng giòn nè. Hồng giòn đó. Nhưng mà chưa chín. Bẻ cái đi. Bẻ hả? Bẻ trái nào vàng vàng đi. Bẻ vàng nhất á. Tới chiều nó giòn lắm. Bẻ đi. Bẻ ra. Bẻ tối nay ăn thử đi. Nhưng mà không có cái cây cắt nó. Có cây kéo. Nhưng mà cứ bứt đại đi. Được không? Được không? Hơi khó. Được không? Chị Nga cầm. Chị Nga cầm em cái trái thằng Long coi. Đó. Hồng nè. Đó. Quyền đang bẻ hồng ở giường chị Nga nè. Nhưng mà bẻ cái nhánh luôn. Bà giá bẻ được rồi. Đó. Thằng Long hồng lộc của tôi ngày hôm nay. Rồi cả nhà ơi, quá đã quá vui luôn. Rồi bây giờ chúng ta chờ trở về vị trí cũ. Thấy vườn rau chị nghe chưa? Đã quá trời. Ổi. Ổi thôi, ổi nhỏ quá không hả? Nhỏ quá. Để coi qua tới tháng 6 hái. Bắt hàng. Qua đó chị ơi, chị qua chị nghe. Tháng 6 có qua không? Đi tháng 3. Chị ơi, nói vài câu. 10 phút rồi, hậu gọi. Tắt nha. Chào cả nhà theo dõi vườn cây ăn trái của nhà hàng Thiên Nga, Thanh Nga Nai cũ của chúng tôi nghe. Cảm ơn.